Chào tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo nhé. Và video như hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em cách tỉa tạo hiệu ứng làm thế nào để nó nét đẹp nhất có thể nha anh em nhé. Bước đầu tiên thì anh em cắt được cái khung hình đẹp rồi ấy, thì anh em sẽ dùng kéo tỉa hoặc là kéo cắt rồi anh em tỉa nhé. Mình khuyên anh em là mình tỉa theo chiều tóc mọc nha anh em nhé. Có một số chất tóc thì nếu mà anh em tỉa thì theo anh em cảm nhận thôi nha anh em nhé. Nếu mà mình tỉa quá nhiều thì nó có hiện tượng là nó sẽ bị lẹm. Còn này thì mình có một số đoạn thì mình tua hơi nhanh một tí để cho anh em không phải xem mất quá nhiều thời gian. Anh em chỉ cần hiểu là mình tỉa theo cái chiều tóc mọc như thế nào thôi anh em nhé. Ví dụ chiều tóc loại có một loại tóc xoăn ấy thì anh em sẽ tỉa tương đối vừa thôi. Còn nếu mà những trường hợp mà tóc kiểu dạng như chất tóc mà khách hàng này đấy thì anh em nên tỉa theo chiều tóc mọc nhé. Nếu mà tỉa cảm thấy không ăn thì anh em có thể check nghiêng cây kéo một tí cảm để cho nó tầm khoảng độ 10 đến 15 độ ấy, để nó ăn bớt. Đó, như anh em thấy thì ở đây đoạn này mình để chế độ chậm tương đối để cho anh em cùng nhau xem này. Như ở đây thì anh em thấy chất tóc này thì nó mọc hơi xuôi xuôi chẹp chéo ra đằng trước mặt một tí ấy. Thì nhiều lúc nhiều chỗ mà anh em mà bấm mà cảm thấy không ăn thì anh em nên để hơi chiều chéo cây kéo một tí nhá anh em nhá. Anh em để hơi chiều chéo một tí để nó bấm thì nó sẽ ăn nhiều hơn. Cái này mình quay tua chậm lại để cho anh em cùng nhau xem để nó dễ hiểu hơn anh em nhá. Đôi lúc nói thật thì một số anh em cắt tóc ấy mà mình cắt thì nói chung thì cắt đầu khách hàng ấy, không phải là đầu nào thì nó cũng tròn đâu anh em nhá. Nên là như anh em thấy thì ở đây này, như cái đoạn mình đang tỉa đây này. Đó, như anh em thấy này, ở phần mình đang tỉa này, giả sử nếu mà cái đoạn này, nếu mà anh em nào mà gặp những kiểu như này thì anh em nên tỉa nhá. Nếu mà anh em không tỉa thì nhìn từ bên ngoài cũng giống như bây giờ anh em đang nhìn vào màn hình này, thì nó nhìn nó thành một đốm đen ở đấy. Còn nếu mà mình cắt ôm vào da thịt để nó có độ đều nhau sau cái xung quanh ở bên bên trên đỉnh tai này ấy, thì nó mình nhìn thẳng vào một góc độ khác từ đằng trước gương ấy, thì nhìn nó sẽ bị lẹm vào trong anh em nhé. Anh em có thấy thế không ạ? Anh em thấy thế thì anh em để lại comment ở phần video bên dưới để mình làm những cái video chi tiết nhất để hướng dẫn anh em nào yếu ở phần nào thì mình làm những cái video chuyên yếu ở phần đó để cho anh em cùng nhau tham khảo. Mình chia sẻ lên đây thì nếu mà anh em, những bạn nào mới vào nghề hoặc là đã vào nghề rồi mà anh em còn yếu thì anh em nên tham khảo nha anh em nhé. Đó, như anh em thấy thì mình quay chậm như này thì anh em nhìn cực kỳ rõ ràng luôn. Mình nhìn ở trong màn hình này ấy, thì nó sẽ vẫn còn nó vẫn còn chưa được đều đúng không? Còn mình ở bên ngoài mắt thường nhìn thì như này là nó tương đối là ok rồi. Còn nếu mà mình không tỉa như vừa nãy ban đầu thì cái đoạn này thì nhìn nó thật sự thì nhìn nó không ra gì luôn anh em nhé. Vậy nên anh em làm nghề ấy, thì anh em nên lựa chọn thế nào để cắt cho mình được một quả đầu đẹp, thì anh em nên lựa chọn cho mình một cái kéo sắc này hoặc là một cái tông đơ tương đối xịn sò một tí để cắt nó sẽ có độ mịn và độ bền, mình cảm giác cầm nó êm tay hơn. Đó, như đoạn phần trên này thì tùy anh em nhé. Đoạn phần phía bên trên tóc dài này ấy, nếu mà anh em nào cứng tay ấy thì anh em dùng kéo cắt như này nhưng mình tỉa vẫn được. Nhưng mình khuyên anh em là nên tỉa theo chiều tóc mọc nhá. Còn nếu mà anh em nào chưa chắc tay thì anh em cầm kéo tỉa cái ngọn thôi, anh em đừng tỉa sát vào chân. Bởi vì tỉa sát vào chân sẽ có hiện tượng là nó bị cụt đi nhiều quá, nó sẽ bị lẹm.
Đó nha, anh em thấy thì phần này là mình tua nhanh hơn một chút này. Đó, nhưng anh em thấy đã thấy nó đều ok dần rồi đúng không? Đó, và như phần này thì anh em thấy nó ok dần rồi đúng không? Và đến đoạn này thì mình sẽ tua nhanh hơn một tí tí. Và quan trọng nhất thì anh em vẫn phải tỉa. Nếu mà mình làm không tua chậm thì có lẽ là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 phút. Tất cả là tầm khoảng 5 phút là xong. Có khi còn không đến đâu, tầm 3 phút hoặc là 4 phút này là xong rồi. Nếu mà chẳng qua mình tua nhanh ở phần tua chậm ở phần đầu nên là nó rơi vào tầm khoảng 7 phút. Và tất cả các đầu thì không phải đầu ở góc độ đầu nào thì mình cũng phải tỉa đâu. Mình chỉ tỉa những cái phần nào mà nó chưa được đều thì mình tỉa để làm sao nó có đều nhất có thể thôi đúng không? Ở phần phía bên trên dài ấy, thì mình khuyên anh em là tỉa theo chiều tóc mọc, và anh em tỉa ít ít thôi. Nếu mà anh em tỉa nhiều quá bấm một phát cụt đi nó sẽ thành bị lẹm mà trong. Đó, còn đến ở phần phía bên dưới này ấy, thì chỗ nào nó còn hơi đập đậm một tí thì anh em mở lưỡi tông đơ ra rồi anh em đẩy nhẹ nhàng một tí là xong. Đó, như anh em thấy thì phần nào mà nó có đốm đen một tí thì anh em bấm đi một tí là nó ok luôn. Đó nha, anh em thấy ở góc độ này thì anh em mình tua chậm lại một chút thì anh em thấy ok hơn không? Chỗ nào đậm thì anh em bấm đi một tí là xong. Đó, và có lẽ video đến đây là nó kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Anh em yếu ở phần nào anh em để lại comment ở phần video bên dưới nha. Còn đây là những hình ảnh mà mình chụp để lưu lại để cho anh em xem. Đó, chụp tất cả các góc luôn để cho anh em cùng nhau xem và anh em tham khảo.